Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia vừa qua đã mở thầu mua thêm 350.000 tấn gạo trắng 5% tấm, mức nhập khẩu cao nhất từ trước đến nay. Là một trong những nhà cung cấp gạo hàng đầu cho thị trường này từ năm 2024, đây chính là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam. Indonesia yêu cầu gạo trắng 5% tấm được sản xuất trong năm 2024 với các nguồn cung ưu tiên từ Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Pakistan. Sự gia tăng đột ngột trong lượng gạo mời thầu từ 320.000 tấn lên 350.000 tấn là phản ứng của Indonesia đối với việc không đạt được mục tiêu mua sắm trong tháng 7, khi chỉ mua được khoảng trên 200.000 tấn, dù đã mở thầu với số lượng lớn. Đây là cơ hội quan trọng cho các nhà xuất khẩu gạo, đặc biệt là từ Việt Nam, trong bối cảnh thị trường gạo quốc tế đang có nhiều biến động. Trong đợt mở thầu tháng 7 vừa qua của Indonesia, các doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu nhiều nhất với 7 trên 12 lô, đạt 185.000 tấn. Mức giá trúng thầu là 563 đô la Mỹ một tấn. Các lô còn lại, Indonesia mua gạo có nguồn gốc từ Myanmar. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận điều chỉnh theo hướng giảm với các loại gạo và tăng với một số loại lúa. Lúa khô các loại giao dịch chậm, giá ổn định. Cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho biết, giá lúa hôm nay ghi nhận có điều chỉnh tăng nhẹ so với ngày hôm qua. IR50404 giá dao động quanh mốc 7.800 đến 8.000 đồng 1 kg, lúa đài thơm 8 ở mức 8.400 đến 8.600 đồng 1 kg, lúa OM5451 có giá ở mức 8.200 đến 8.400 đồng 1 kg, lúa OM18 có mức giá 8.600 đến 8.800 đồng 1 kg, tăng 100 đồng 1 kg. Lúa OM380 dao động từ 7.600 đến 7.800 đồng 1 kg. Lúa Nhật ở mốc 7.800 đến 8.000 đồng 1 kg. Và lúa Nàng Nhen Khô ở mức 20.000 đồng 1 kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện gạo nguyên liệu IR504 hè thu xuống mức 11.400 đến 11.450 đồng 1 kg, giảm 100 đến 150 đồng 1 kg. Gạo thành phẩm IR504 xuống mức 13.400 đến 13.500 đồng 1 kg, giảm 150 đồng 1 kg. Mặt hàng phụ phẩm hôm nay ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện giá tấm OM5451 xuống mức 9.400 đến 9.500 đồng 1 kg, giảm 100 đồng 1 kg. Giá cám khô xuống mức 7.100 đến 7.200 đồng 1 kg, giảm 50 đồng 1 kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 100% tấm giữ ở mức 440 đô la Mỹ một tấn, gạo tiêu chuẩn 5% tấm duy trì ở mức 578 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm giữ ở mức 544 đô la Mỹ một tấn. Sắn là loại cây trồng có nhiều công dụng trong chế biến công nghiệp, thức ăn gia súc và lương thực thực phẩm, đồng thời đây cũng là loại nông sản thế mạnh của Việt Nam. Trong 7 tháng năm 2024, giá xuất khẩu mặt hàng này ghi nhận mức tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của nước ta trong tháng 7 đạt hơn 218.000 tấn, trị giá hơn 105 triệu đô la Mỹ, tăng 54,7% về lượng và tăng 54,9% về trị giá so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm, mặt hàng này đã thu về hơn 535 triệu đô la Mỹ với hơn 1,6 triệu tấn, giảm 2,5% về lượng nhưng tăng mạnh 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng của xuất khẩu sắn là giá xuất khẩu đang tăng mạnh, đạt 458 đô la Mỹ một tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo sản lượng, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất với 1,46 triệu tấn, trị giá hơn 668 triệu đô la Mỹ, giảm 0,6% về lượng nhưng tăng 14% về trị giá. Giá xuất khẩu cũng ghi nhận tăng mạnh 455 đô la Mỹ một tấn, tăng 14%. Dự báo các nhà máy Trung Quốc có thể sẽ mua hàng trở lại khoảng từ tháng 7 năm 2024 do tồn kho hàng sắn lát tại Trung Quốc đang cạn dần. Trong phần tiếp theo của chương trình, thị trường tín chỉ carbon là lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam nên nguồn nhân lực còn khiêm tốn, cần sớm đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực này. Qua nhiều năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thay đổi rõ rệt. Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên cao hơn. Ấn Độ phát triển bền vững từ lụa tơ sen góp phần giúp ngành hàng thời trang của nước này xanh hơn và tạo thêm việc làm cho cư dân địa phương. Quyết liệt thực hiện các giải pháp tổng hợp nhằm gỡ thẻ vàng IUU, trong thời gian gần đây, các địa phương ven biển đang tăng cường phối hợp xử lý tàu cá vi phạm. Ghi nhận của các phóng viên tại thành phố Đà Nẵng. Mỗi khi phát hiện tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, cán bộ văn phòng quản lý nghề cá này thường tiến hành các bước xác minh theo quy định.
Ngoài việc tra cứu dữ liệu trên hệ thống giám sát hành trình, anh cũng liên hệ với chi cục thủy sản các địa phương để xác minh nguyên nhân mất kết nối là do sự cố vệ tinh hay do ngư dân cố tình ngắt kết nối. Yêu cầu là chủ tàu cung cấp cái bản báo cáo cái vị trí tàu trong quá trình đi biển về chi cục thủy sản của địa phương quản lý. Nếu có hay là không, nếu mà đủ theo quy định thì không quá 6 giờ một lần thì sẽ giải quyết cho tàu đi biển. Các địa phương khác mà có cái yêu cầu xác nhận việc báo cáo của tàu, báo cáo vị trí tàu cá khi mất cái nối tín hiệu đối với tàu cá Đà Nẵng thì ở chi cục thủy sản thành phố Đà Nẵng cũng xác nhận. Thời gian gần đây, việc mất kết nối thiết bị giám sát hành trình của đa số các tàu được xác nhận là do sự cố vệ tinh. Tuy nhiên, không phải không có những trường hợp cố tình vi phạm. Nhằm chấm dứt tình trạng này, thời gian qua lực lượng chức năng tại đây đã thường xuyên cập nhật danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm các quy định về chống khai thác IUU gửi các địa phương theo dõi, quản lý. Đối với những tàu mà có nguy cơ cao về vi phạm IUU thì đều được các địa phương cũng như chi cục là lập danh sách. Về phía bang cũng vậy, khi mà có thông tin tàu này, có nhận được tin báo của tàu mà về cảng á, thì đều kiểm tra danh sách tàu vi phạm, tàu có nguy cơ cao để mà thông báo, để mà tập trung lực lượng đến tàu để mà kiểm tra, xác minh. Phối hợp xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm được cho là giải pháp căn cơ, cho thấy sự thống nhất cao và hành động quyết liệt các bộ, ngành, địa phương trong việc gỡ thẻ vàng IUU và thực hiện luật thủy sản, tiến tới phát triển nghề cá bền vững. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, định hướng đến năm 2028, Việt Nam sẽ tổ chức vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon chính thức, quy định các hoạt động kết nối, trao đổi tín chỉ carbon trong nước với các khu vực trên thế giới. Để cụ thể hóa mục tiêu nêu trên, không thể thiếu đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học có kiến thức về lĩnh vực này. Tuy nhiên, do thị trường tín chỉ carbon là lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam, nên có thể thấy nguồn nhân lực còn khiêm tốn. Các nhà kinh tế cho rằng, để tận dụng được cơ hội thu ngoại tệ từ tín chỉ carbon, nước ta cần sớm đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực này. Theo các chuyên gia, Việt Nam muốn phát triển xanh thì phải lấy con người làm trọng tâm. Quan điểm này được nhiều doanh nghiệp ủng hộ và mong muốn sẽ có một đội ngũ giỏi chuyên môn, am hiểu về thị trường tín chỉ carbon để khi tham gia vào được thuận lợi hơn. Vì mỗi loại cây trồng, mỗi ngành đều có những điểm khác biệt nhất định. Bởi vì đối tượng khách hàng của bên mình là những cái chủ trang trại lớn hoặc là những cái chủ trang trại về chăn nuôi này, về trồng trọt lớn, thì mình nghĩ là khi có một người mà am hiểu về cái tín chỉ carbon cũng giống như là cái việc giảm phát thải khí nhà kính liên quan đến sản phẩm của mình ấy, thì mình nghĩ sẽ trao đổi hiệu quả hơn đối với đối tác của mình, cũng giống như là giúp họ hiểu hơn là cái việc ứng dụng sản phẩm này nó giúp giảm thiểu khí nhà kính như thế nào và liên quan đến cái tín chỉ carbon như thế nào. Thực tế ở lĩnh vực này đang cần các chuyên gia về đánh giá, báo cáo phát thải, quản lý năng lượng, công nghệ giảm phát thải, tài chính xanh. Tuy nhiên, đội ngũ trong lĩnh vực này ở Việt Nam hiện chỉ có khoảng 40 chuyên gia. Trong khi chỉ còn 4 năm nữa, Việt Nam sẽ chính thức tham gia vào sàn giao dịch tín chỉ carbon. Do đó, việc đào tạo nguồn nhân lực cho phát thải carbon thấp được xem là nhiệm vụ cấp bách và mang tính chiến lược. Liên quan về sản xuất giảm phát thải, liên quan tới các cam kết của quốc tế và Việt Nam về sản xuất giảm phát thải, chúng ta cũng phải đào tạo về lĩnh vực đó. Cho tới nguồn nhân lực, chúng ta làm cái công tác, chúng ta kiểm kê khí thải nhà kính, chúng ta xây dựng các cái hồ sơ để chúng ta tham gia vào các cái quy định về thị trường carbon của thế giới thì chúng ta đang cần rất là nhiều. Mới đây, trong buổi tọa đàm về tín chỉ carbon và nguồn nhân lực cho thị trường tín chỉ carbon do Trường Chính sách Công và Phát triển Nông thôn phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức, các diễn giả cho rằng trước mắt Việt Nam cần khoảng 150.000 lao động chuyên nghiệp. Trong đó, vấn đề đào tạo thẩm định viên carbon có chuyên môn và chứng nhận quốc tế là một mắt xích quan trọng giúp Việt Nam vận hành thị trường tín chỉ carbon. Chúng tôi cũng áp dụng theo cái việc mà đào tạo về cái nguồn nhân lực mà trên cơ sở là đào tạo số hóa để cho thỏa mãn cái thị trường về nguồn nhân lực về carbon cho Việt Nam. Mà chúng tôi tính toán tới mà nếu mà chúng ta bắt tay vào việc đó thì tới năm 2025 thì
cái nguồn nhân lực ít nhất là phải có khoảng 20.000 nhân sự biết để làm được những cái việc này. Thực tế, năm 2023, Việt Nam lần đầu tiên bán thành công 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng, tương đương 10,3 triệu tấn CO2. Điều này cho thấy tiềm năng của lĩnh vực này trong tương lai là rất lớn. Vấn đề còn lại là phải nhanh chóng đào tạo một lực lượng môi giới chuyên nghiệp để tham gia thị trường này.